Tôi xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi xin đọc về quyền khiếu nại tố cáo khởi kiện theo luật pháp Việt Nam. Quyền khiếu nại, quyền tố cáo, quyền khởi kiện, điều 30 Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 1. Mọi người có quyền khiếu nại tố cáo với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất tinh thần và phục hồi dân sự theo quy định của pháp luật. 3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống vu cáo làm hại người khác. Luật khiếu nại. Khiếu nại là việc một hay nhiều cá nhân tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính hành vi, hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Khiếu nại tập thể. Luật tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức. Khởi kiện là gì? Khởi kiện hành chính là việc cá nhân tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định, kỷ luật buộc thôi việc của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khi cho rằng quyết định hành vi đó đã trực tiếp xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Điều 25 Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Tự do ngôn luận. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Các luật liên quan đến Điều 25 Hiến pháp, luật biểu tình, luật thành lập hội, luật tiếp cận thông tin, luật báo chí, thông tin trên mạng điện tử, web blog, mạng xã hội, Facebook, Twitter, bài tập tình hướng, bà con dân tộc họ Mông tại xã A, huyện B, tỉnh Cao Bằng, dùng một mái chòi bảo quản đồ tang lễ, chính quyền xã A và huyện B cử khoảng 100 nhân viên công lực đến phá đốt mái chòi và lấy đi đồ cúng tế trong tang lễ mà không có bất kỳ văn bản nào được đưa ra. Ngoài ra, nhân viên công lực còn hành hung bà con vì can ngăn việc cưỡng chế. Các câu hỏi: 1. Bà con sẽ chọn loại hình thức nào để phản đối hành động ngang ngược của chính quyền? 2. Văn bản sẽ gửi đến cho cấp chính quyền nào? 3. Áp dụng điều khoản nào của luật pháp quốc tế và luật pháp quốc nội trong văn bản?